gì không anh? Cái bể kia cũng là của anh thân à? Cái bể của anh. Ờ. Sao để xa thế? Cái bể để anh bán 5 triệu. 5 triệu. Bể này này. Bể xi măng này. Đắp tay đời cũ. Tiền thì mình không bàn, nhưng mà cái đẹp đầu thường quanh sau có thể rất là tốt, mới đục thôi, mặt này nhìn rất là nở, rất là tốt. Tay đúng hơn 1, 2, 3, 4, 5. Cái này thì còn phải xử lý nhiều nhưng mà nó dữ liệu nó tốt đấy, cây rất tốt. Mặt sau của cây vừa đấy quay đây nở nở vẻ. Cây này chắc bác cứ để mặt trước, tôi chắc tôi nghĩ mặt kia đẹp hơn. Ok, và quay cây quanh trường à. Đây, chỗ quay trường luôn ở đây. Bắt đầu quay quay rồi trường. Dạ. À, chào 1.000 anh em. Vâng. Này đang quá nhỉ. Con chính giữa này thì bao nhiêu anh? Con này hơn 100. Anh ra chợ phấn khởi quá, thấy nhiều hàng trăm. Tiền đấy chứ anh nhỉ? Tiền đấy. Tiền mà. Trước có tay hỏi cây này bán cho Kiện rồi. À cái cây đấy. Có tay nào hỏi rồi mua cây đấy bán thôi. Nói chung cây nào mà cứ xoay xoay quanh một lúc là có nét là các ông để ý. Cây đẹp. Đấy, nhiều lắm, còn nhiều lựa chọn lắm. Không có cây đấy thì lại đến cây khác nó lại hay hơn. Con này thì sao anh? 9 triệu. Đấy, quê êm ái, quê nhưng mà quê đẹp, sạch sẽ, êm ái, 9 triệu. Đấy. Ấy, cái con đè làm gì? Xanh. Đẹp quá. Đẹp chưa? Đấy. Sạch từ qua nó còn cái cành như này. Sạch từ đầu đến chân. Vâng. Còn cái giặt không. Nhìn như châu Âu mùa đông. Đấy.
giật liên hệ anh, liên hệ anh Trương, liên hệ sớm ấy. Giờ này anh ấy báo hơi bị mềm đấy. Đấy, cao độ hơn 30 phân, 40 phân. Đây, đây này, sáng ra đã nổ quán nào to to chưa anh? Chưa. Cứ dãy lên nhảy thì ai mấy được. Đấy. Liên hệ cây gì cũng có, cây nhiều tỷ ở nhà cũng có. anh Trương ạ, đây là vừa mới mua mấy nghìn mét ở chỗ em ăn một viên đang thiếu, thiếu những cái loại này để thiếu những loại này để chú mà nói thế thì ông Trương này không, lúc đấy anh lại tạo điều kiện kín vườn sớm sớm luôn. Trời kín lắm, không ai biết. Trời kín lắm, không ai biết. Bạn ai vừa chuyển trông thì hay dẫn đi con bé mà bù bù đấy. Nhà gần sát là đất, sáng chuyển sang sông, chuyển sang cây. Anh cũng có ngay chỗ bố nước, chỗ 150 mét. Thế thì ngon rồi. Anh thì chả biết tên. 150 mét. 150 mét ngay chỗ cạnh chỗ bố. Xem là nó bóng là ngày đấy, được cả lan này. Ờ, nhà lan. Mua xanh thì được cả lan. Cả lan đang hốt đấy. Đột biến đấy. Ôi trời, tên em là vẩy rồng. Đúng rồi, vẩy rồng. Cái này đo, cứ đo phải đi uốn thước theo nhá, chứ đừng có đo thẳng đấy xuống. Lỗ. Dạ. Phải đo á. Đo là phải uốn thước theo này này. Đúng rồi. Chứ không lỗ, có lỗ, không có căn thẳng đấy. Đấy, 1 cm là bao nhiêu? Được chứ. Còn cái thước là thước bên Nam là đấy. Toàn thước nhập thẳng bên kia đấy, chứ đấy. Không có thước amateur đâu. Hơn cả đo kim cương. Đấy, cái nhà quả bệ mỏng quá nhỉ. Đất. Cây xanh cổ, xanh cổ. Cây này là bao nhiêu anh Trương nhỉ? Ơi, đấy, cây 15. Mỏng dính này. Mỏng nha. Siêu mỏng. Đáng quá, này. Cứ tưởng ngày mát còn nắng thế. Sáng này ra ngoài. Hôm qua nó mưa được vài giọt. Đấy. Cổ đá đây này, tiền lít đây này, tiền lít đây. Cao độ khoảng 1m6, 1m6, 1m7 gì đấy. Đấy, hơi siêu. Cây này chỉ làm cái bộ phóng của nó khỏe khoắn hơn, còn cái ngọn nó rõ ràng hơn thì ok đấy, ok đấy. Nhìn mà sạch sẽ, không có sẹo, có mỗi miếng này thôi. Không rẻ đâu. Sạch sẽ quá. Già, hẳn dấu hơn thời gian thì nó mới sạch được như thế. Chứ sạch không phải là quét mà sạch được. Thời gian. Đấy, thông báo các bác là xong một cây đến trước này thì không đáng nói lắm. Ổi, ổi này của Lê Minh Tuấn, ổi rông nồi cấn. Lê Minh Tuấn, ổi đấy. Ổi Lê Minh Tuấn là bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi. Ra này bao nhiêu? Ra 2 triệu rưỡi. Đấy. Đâu? Thế đây à? Đấy. Sung à? Sung này hay nhỉ? Sung.
hàng rẻ đây mà đẹp đây. Mấy tiền anh? 700 đấy. Rừng ngập rừng 700 Lê Minh Tuấn. Tiền đây. Xem là quay của anh Việt cái xem nào. Bác nào có cái chậu hay cái gì là lạ thì anh chậu của anh. Chim à? Chim. Chim. Hai con chim. Nó là khay nước à anh, hay là chậu? Khay nước. Về thả hoa. Để đây cầm thử giá rẻ của anh đây, đẹp cái này mà. Đang chờ cái đẹp này. Người ta tưởng đắt, đương ra người ta hỏi. Cái này là được vào bao nhiêu anh nhỉ? 5 triệu. 5 triệu. Đấy. Đây là anh Việt. Đọc số đi. 0971 0971 31 31 07 07. Đấy. Nhà tại Dương Nội, Hà Đông. Cách chờ Vạn Phúc độ 3 cây số. Ok các bạn. Chỗ này không thấy cái gì bắt mắt lắm. Sang bên kia đi. Ở lắng ở này có vẻ mang nhiều cây phết chứ. Hình như ông Tị ở đây có một cái cây si khá là hay. Quên mất chỗ này. À, si của ông Tị đấy đúng không ạ? Tai chuột. Tai chuột. Đấy, cái nhà hôm ông bảo là 1,5 triệu hay triệu gì đây này. Cắt cắt đấy. Rồi đỡ nảy này nhanh lắm. Đây này thì hai mặt như nhau. Sau nuôi vách vuông xuống là cái làng. Cây của người đẹp đấy. Ra. Thôi tí đã đi giờ. Đi làm ra. Đang làm nhưng mà có việc ở ngoài nên là cáo bận được. Rồi, ok. Cảm ơn bà chị đã quan tâm.